Hải Phòng, thành phố cảng đang trỗi dậy với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Một đô thị đa trung tâm đầy sức sống, hứa hẹn mở ra một tương lai phồn vinh. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu vươn mình trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu Đông Nam Á. Vì vậy, Hải Phòng đang trở thành điểm đến tuyệt vời cho các nhà đầu tư am tường. Quận Kiến An, trung tâm thương mại mới đầy tiềm năng của Hải Phòng, đón đầu làn sóng dịch chuyển kinh tế. Kiến An được định hướng trở thành trung tâm thị trường hàng hóa sầm uất. Những tuyến đường huyết mạch như Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp hay các tuyến đường giao thông trọng điểm như Vành Đai 2 cùng mạng lưới giao thông tiên tiến đang không ngừng nâng cấp để đáp ứng tham vọng phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng và tạo nên một mạng lưới giao thông linh hoạt, thông suốt. Golden Point, giao lộ thịnh vượng tại trung tâm quận Kiến An, nơi hội tụ trọn vẹn hàng loạt lợi thế từ vị trí chiến lược và tầm nhìn quy hoạch dài hạn của thành phố, tọa lạc tại giao lộ giữa tuyến đường Bùi Viện và Vành Đai 2. Golden Point phát huy mạnh mẽ các lợi thế về vị trí chiến lược và dễ dàng kết nối tới hàng loạt hệ tiện ích trọng điểm của khu vực. Golden Point, tọa độ hoàng kim, khởi sinh thịnh vượng.